một tháng anh phải viết thư tay cho em 2 lần. Wow. Và lúc đó anh trả lời với em là một tuần anh viết 2 lần cũng được. Wow. Oh. Anh nói thôi đừng ra đó chụp, chụp chi nóng muốn chết, thì chụp tắm thôi, để trước cổng vậy thôi được rồi, ta biết mặt mình thôi. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Sao qua đi khắp? Ồ, vậy là sao? Là... Dạ, trang phục này là trang phục của người Campuchia. Oh. Sao em lại mặc bộ trang phục này? Dạ, tại vì mẹ chồng em là người Việt gốc Campuchia. Mẹ chồng em là người Việt gốc Campuchia. Thì dạ, chắc chắn rồi. Anh ấy cũng là người Campuchia gốc Việt. Dạ, anh ấy là người Mỹ gốc Việt và lai Campuchia. Ba anh ấy là... Ba của đó anh ấy là người Mỹ gốc Anh. À, bạn có thể nói tiếng Việt được không? À, một chút. Mời bạn giới thiệu về mình. Tôi tên là Brian, 27 tuổi. Tôi là làm director trung tâm tiếng Anh. Ở đâu? Quận Bình Tân. Em tên là Hân, năm nay em 26 tuổi. Em đang làm công ty và cũng là đang là giáo viên dạy tiếng Anh. Công ty thì em làm tại thành phố Hồ Chí Minh, còn em dạy tiếng Anh thì ở Tiền Giang. Tụi em gặp nhau như thế nào? Em gặp vợ em qua app dating 3 năm trước. Em đi Việt Nam thăm bà con nói với vợ em. Sau 2 tuần em gặp vợ em ở Bitexco. Lúc đấy thì là 9 giờ tối rồi. Khi mà em đến Bitexco đó thì em lên trên tầng trên như ảnh chụp cái bức hình á. Anh bảo là tôi đang ngồi đây nè. Xong rồi em đi lợi ngay cái bàn đấy. Tại vì em cũng đã lên Bitexco mấy lần. Thật ra là em nói ủa sao mình lợi mà mình thấy ảnh đâu trơn. Cái mình mới nhắn tin anh đi đâu rồi, bây giờ anh có muốn gặp hay không, nếu mà anh không muốn gặp thì em đi về. Lúc đó thì ảnh sợ quá, ảnh đi vòng vòng cho đến khi mình hỏi cái câu chuyện ra thì ảnh mới nói là tại vì lúc đó ảnh nặng 200 kg, thành ra là ảnh ngại là mình đến mình lại bỏ về. Nhưng cuối cùng thì hai đứa em có gặp nhau, ảnh lại mang rất là nhiều bạn bè đến tại vì ảnh sợ. Vậy đó hả? Em có suy nghĩ như thế nào khi mà vợ em nhận lời gặp mặt em? So excited, đẹp quá. Đẹp quá. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Sau đó cũng có những cái cuộc trò chuyện tiếp theo, rồi cũng gặp bạn bè ảnh, rồi cũng dẫn bạn bè ảnh đi vòng vòng chơi tại Sài Gòn. Thì tuần cuối cùng mà ảnh gặp em thì cũng là lúc ảnh phải quay về Mỹ. Rồi anh có tỏ tình với em không? Anh có nhắn tin là em có muốn làm bạn gái anh không? Mà lúc đó là anh trên máy bay rồi. À. Thì lúc đó mình mới nói là em đồng ý với một điều kiện. Một tháng anh phải viết thư tay cho em 2 lần. Wow. Và lúc đó anh trả lời với em là một tuần anh viết 2 lần cũng được. Wow. Oh. Đào thai. Write too much. Viết nhiều ở đau tay. Đau tay hả? Đau tay quá hả? Bao lâu thì ảnh qua ảnh thăm em một lần? Ảnh về Mỹ được 2 tuần. Ảnh lại quyết định quay trở lại. Và cứ thế thì 2 tháng ảnh qua một lần. Trong khoảng thời gian đó, ba mẹ của ảnh không chấp nhận cho ảnh quen em. Vì lúc đó họ đang sắp xếp cho ảnh gặp một cô gái khác. Cũng ở Việt Nam luôn, nhưng mà ảnh không đồng ý. Thì lúc đó ảnh về, ảnh thuyết phục mẹ và ảnh nói chuyện với gia đình. Mẹ ơi, làm ơn. À, vậy đó. Và lúc đó ảnh cũng âm thầm, ảnh tập thể dục. Từ 200 kg mà ảnh xuống còn 100 kg. Thế còn gia đình em thì sao? Em có nói với mẹ em là em đang quen cái anh này. Mà ảnh cũng không được nhỏ con cho lắm. Mẹ em thì không có suy nghĩ về ngoại hình. Mẹ em cũng nói là nghe nói là tay cũng hơi ghê. Sợ bị lừa đảo. Em có nói là do mẹ của ảnh là người Việt Nam gốc Campuchia. Thì hai bên người lớn có nói chuyện xin phép theo truyền thống Việt Nam. Sau đó thì ảnh về quê. Đó mọi người ngạc nhiên. Tại sao con bảo là 200 kg mà bây giờ đâu có thấy 200 kg gì đâu. Nó ốm nhơ mà. Có nghĩa là lúc đó ảnh chỉ có 80 kg thôi. Còn hiện tại bây giờ là 150. You happy? Yeah, happy. Gia đình của Hân là tuyệt vời. Mẹ của Hân nhiều... là
second mother. Mẹ của Hân á, coi như là người mẹ thứ hai luôn. Yeah, yeah. Mẹ của Hân nào thích khó giống nhau mẹ. Giống mẹ của anh. Yeah. Brian học tiếng Việt được mấy năm rồi? 6 tháng. 6 tháng như vậy là good á. Cảm ơn. Các em quen nhau bao lâu thì mới quyết định đi tới kết hôn? Tụi em quen nhau khoảng 8 tháng và sau khi em qua Mỹ thăm gia đình thì hai bên đã xúc tiến cho tụi em đăng ký kết hôn. Em kết hôn được mấy năm rồi? Được gần 2 năm rồi chị. Mà lúc mà mình chụp hình cưới á, mình có nói với anh này là ở Việt Nam á, là truyền thống là người ta hay đi chụp ngoại cảnh hay là chụp một bộ album cưới để làm kỷ niệm. Nhưng mà anh không đồng ý. Think I look mập. Đó là em đã xuống 100kg chưa? Vẫn còn ngại. Anh nói thôi, đừng ra đó chụp. Chụp chi nóng muốn chết. Chỉ chụp tắm thôi, để trước cổng vậy thôi được rồi. Ta biết mặt mình thôi. Sau khi đám cưới về, cưới một cô vợ Việt Nam. Đó thì là cái cuộc sống của Brian á, có gì khác biệt, có gì thú vị hay không? Sau khi we get married, hai chồng vợ đi du lịch Taipei, Thailand, Cambodia. Đi du lịch đó, đi du lịch. Vậy là cái honeymoon là ở đâu? Honeymoon là Taiwan. Vui không? Dạ vui. Làm quá. Đêm tân hôn có vui không? Dạ. Về đẹp quá, so smart, motivating, tình yêu, an, không sao mắc. Rồi, 2 năm ở với nhau. Vậy thì có vỡ mộng gì không? Anh Brian có thật xấu gì không? Thì khi mà cưới nhau về rồi thì ở chung thì mình mới thấy ra là trời ơi, cái anh này anh làm biếng muốn chết. Hiểu không Brian? Hiểu. Mình đi làm mệt, mình đi từ sáng cho tới chiều. Xong rồi mình lại đi tỉnh, rồi mình quay trở lên. Bước vào nhà mở căn phòng ra nhìn muốn xỉu. Quần áo lung tung, không hề ngăn nắp một chút xíu nào. Mình chỉ có đứng la làng thôi. Anh tưởng mình gặp cơn ác mộng hay là cái gì. Anh chàng nói, ủa sao em la lên vậy? Trời ơi, anh làm cái gì mà nhà cửa như có ăn trộm ăn cướp vào vậy? Anh quăng đồ hả? Thay đồ, quăng đồ lung tung. Dạ hả? Đúng rồi á chị. Mặc xong rồi để xuống đó luôn. Bây giờ thì ngăn nắp hơn rồi. Đã còn gì nữa? Anh thích uống bia, thích bạn bè. Nhiều khi mình nói là trời ơi thôi anh bớt lại đi. Mình phải học để dành, giống như là châu Á mình, người châu Á mình là rất là tiết kiệm đó. Với lại sức khỏe của mình tốt hơn. Ngày nào em cũng nói anh ơi anh đừng có uống bia nữa, tiết kiệm, anh bớt gặp bạn bè lại, tập trung làm việc nhiều hơn. Thế anh uống khoảng bao nhiêu lon? 8 lon. 8 lon? Dạ. Nghe 100 lon hết hồn. Rồi anh còn thật xấu gì nữa? Dạ thì lâu lâu anh hay nóng giận vô cớ. Cũng như là cái gì anh không làm được á thì anh hay nóng. Nóng như thế nào, anh thể hiện sao? Giống như là mình đang đi trên đường, cái người nào đó đang chạy cái sấn đầu xe anh. Anh la làng vậy đó, ta muốn giục chiếc xe luôn vậy đó. Đi ô tô hay là đi xe máy? Dạ xe máy á. Tức là không kiềm chế được đúng không? Dạ đúng rồi, anh không kiềm chế được. Giống như là cảm xúc người ta dễ bộc lộ ra. Gặp bạn bè anh tiêu xài nhiều. Nhưng mà anh có xài cho bản thân ảnh nhiều không? Ảnh ít xài cho bản thân ảnh, nhưng mà ảnh thích xài bất cứ thứ gì ảnh muốn. Giống như ra đường thấy người ta bán một cái món gì đó, không cần biết bao nhiêu, thấy người ta khó khăn là ảnh mua. Đồng cảm và chia sẻ. Dạ đúng rồi, nhưng mà đôi khi anh đồng cảm chia sẻ nhiều quá người ta lợi dụng anh. Em có thấy ảnh khác với đàn ông Việt Nam nhiều không? Vì ảnh là nửa dòng máu châu Á rồi đó. Ảnh có nhiều cái thì ảnh cũng khác, và có nhiều cái anh cũng giống. Kiểu như là lai lai vậy đó. Nhưng mà cái nào không hiểu thì mình cắt nghĩa, mình giải thích. Rồi giờ tới Brian. Em muốn đổi tiền đỏ Mỹ cho Việt Nam đồng. Hồi vợ em. Em ơi, đổi tiền với anh. Đổi tiền. Anh không. Gì? Small. She say ngàn hàng hơn. Tỷ giá muốn đưa nhiều đưa. Rồi xong rồi bảo với ảnh là vợ lúc nào cũng đúng. Và vợ em hồi còn uống bia mà ngày còn láng biên. Làm biến. Không làm biến. Cào nhào ảnh hoài á. Tối ngày cào nhào ảnh là đừng làm biến. Đừng uống bia. Nói nhiều á. Cằn nhằn. Nhưng vợ em nói ăn còn uống bia không có tin. Nhưng vợ em mùa shopping. Rất là thích shopping đúng không? Còn gì nữa không? Nó Finish. Yeah.
Em muốn vợ em thay đổi cái gì? Anh muốn đi chơi với bạn một chút. À, uống bia, cuối tuần. À. Nhưng vợ em đi làm cuối tuần. Don't go out, stay home, save money. Em không được đi đâu hết, phải ở nhà giữ tiền, đúng không? Yeah. Nghĩa là muốn được đi chút xíu. Còn hơn, không muốn Brian thay đổi gì không? Em muốn Brian đi tập gym nhiều nhiều vô để giữ gìn sức khỏe. Em mong muốn ảnh đạt được số ký là bao nhiêu? Em mong muốn anh đạt số ký là 90 ký. Not possible. Không thể xảy ra. 110 ký. Được không? 110 ký trước đi. Dạ được. Không biết nói gì hơn là chỉ biết là chúc tụi em hạnh phúc và em sẽ đạt được cái điều mà em mong muốn. Dạ, xin chào em. Dạ, tụi em yêu nhau chắc khoảng 9 năm ạ. 9 năm nữa hả? Trời. Ồ, cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, cưới được 6 tháng. 6 tháng. Trời ơi. 9,6 năm coi như yêu nhau và cưới nhau, vậy thì hiểu nhau hết rồi. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành của nhãn hàng Xăm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thịnh và toàn thể quý vị khán giả chưa quen ngày hôm nay. Dạ, em Nguyễn Văn Nghĩa, 29 tuổi, đang làm nhân viên kinh doanh cho công ty bánh kẹo. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thịnh, em chào khán giả. Em tên là Hồ Thị Duyên Mai, em cũng 29 tuổi, em đang làm kế toán. Mai Nghĩa, hai em quen nhau và yêu nhau như thế nào? Dạ, hai chị em là học chung. Dạ, hồi thời cao đẳng thì... vợ em lúc đó đi trễ thì có chia nhóm, được thầy cô chia vô chung nhóm tụi em luôn. Rồi từ lúc đó là bắt đầu là mới quen làm bài thuyết trình rồi. Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp cô gái này thì em có ấn tượng gì về cổ không? Dạ có, mái tóc giống chú Minh Dương. Mái tóc bùm bê á. Dạ, dạ, dạ. Còn em thì sao, em thấy ổng giống Phú Quý không? Dạ hồi xưa ảnh ốm lắm, không có được như giờ. Nhìn mặt là thấy khó rồi. Tóc thì quăng, rồi đen đen, rồi ốm ốm. Mà như như ông già vậy đó. Dạ, mặc quần tay không chứ không bao giờ mặc quần jean luôn. Theo tôi đoán là chắc lẽ là các bạn không có ấn tượng đẹp gì về nhau. Dạ đúng rồi. Dạ dạ. Đó, vậy thì làm sao mà có thể tiếp cận nhau và tìm hiểu nhau? Dạ là có nhiều lần làm bài thuyết trình á thì tụi em hay trao đổi tài liệu á thì qua USB thì em hay tỏ tình hay là viết cho vợ em qua file Word. Vợ em cũng viết đọc về đọc rồi chỗ nào sai chính tả cái là vợ em gạch dưới liền, gạch dưới từng chữ vậy. Rồi đưa tới đưa lui tôi mấy lần cái bắt đầu bằng bữa đó bạn nhóm khác mượn USB, vợ em bắt đầu đưa cái USB cho bạn đó mượn, xong vô tình là đọc luôn cái file đó rồi vô lớp chọc ghẹo tùm lum hết luôn. Tùm lum hết trơn. Đó em đọc em thấy xong mà em sến dữ vậy trời. Ví dụ luôn. Nói mà còn dẫn dắt đủ thứ chuyện á. Anh nói là hỏi em thấy con trai miền Tây thế nào, có dễ thương không, cụ thể là con trai Trà Vinh sao, rồi cụ thể hơn xíu là cái người trước mắt á thì cảm thấy thế nào, có dễ thương không. Chứ ảnh tự thấy anh dễ thương lắm, nghe tự hỏi tự đáp luôn đó. Dạ đúng rồi, tự hỏi tự đáp, bởi vì người ta chọc là đúng rồi, chỉ cái người trong cuộc mới hiểu trong kẹt thôi. À. Dạ. Rồi bắt đầu là hai đứa cứ quê vậy, rồi cũng từ từ nhờ vậy cái bắt đầu cũng sẵn trớn rồi cái bước tiếp luôn. Bước tiếp luôn. Dạ. Rồi bao lâu thì mới chính thức yêu nhau? Dạ đâu khoảng gần năm. Em là người chắc chắn là em là người phải là tấn công dồn dập đúng không? Dạ thì Tết về cũng rảnh nhắn tin. Tại hồi xưa không có Zalo, bắt đầu nhắn bằng tin nhắn tốn tiền ghê lắm. Nhắn tới nhắn luôn, nhắn hoài. Xong rồi thì bắt đầu từ từ em biết chắc khả năng vợ em biết rồi, chắc cũng thích em. Bắt đầu nhân dịp 8 tháng 3 thì cũng có rủ vợ ra quán trà sữa, rồi cũng tỏ tình. Vợ em mới đồng ý, lúc đó là thương em. Trá đó bao lâu thì mới dẫn về giới thiệu với phụ huynh? Dạ là quen nhau cũng hơi lâu, cũng 2 năm mấy à. Lúc đó dịp đó nhà em có đám giỗ. Thì trong nhóm em thì được 2 bạn nữ, thì có vợ em với bạn kia. Thì bắt đầu về thì ở hàng xóm với cô dì rồi cũng biết là Nghĩa có dắt bạn gái về.
Xong rồi bà cô sáu của em á thì cũng biết coi tay coi tướng sơ sơ. Cái bắt đầu bà vô bà kiếm, bà kiếm, bà kiếm, và sau bà hỏi đây ai ai là bạn gái của Nghĩa. Cái thằng bạn chỉ bạn kia là không phải vợ em, là cái bạn kia. Rồi cô sáu bà coi, bà coi bà xong bà không biết gì, bà lắc đầu. Bà đi ra bà nói với mẹ, nói thôi chắc nó không được đâu, hai đứa này không quen nhau được, thấy không hợp. Mà lúc đó thì em tiếp khách thì không có biết. Rồi bắt đầu là vợ em sau này lên Sài Gòn, mẹ cũng không biết là coi nhầm người luôn. Xong rồi lên Sài Gòn mấy ngày vợ mới nói là mới biết là coi nhầm bạn chứ không phải coi ngay tay vợ em. Rồi vợ nè, sau đó về quê có gặp cô sáu trần tình cái chuyện đó không? Dạ không, không có đưa em... cô sáu sợ luôn sợ dạ không dám đưa cô sáu luôn trốn luôn vậy hả? Cô sáu dạ. Giấu hai cái tay đúng không? Sợ cô sáu coi thì nó còn nhỏ này còn ghê hơn nhỏ kia nữa. Vậy là tụi em yêu bao lâu thì mới cưới mày? Dạ tụi em yêu nhau chắc khoảng 9 năm ạ. 9 năm nữa hả? Trời dạ. Cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ cưới được 6 tháng. 6 tháng trời ơi, 9,6 năm coi như yêu nhau và cưới nhau, vậy thì hiểu nhau hết rồi. Dạ. Đâu có tật xấu gì mà loài ra đúng không? Dạ cũng có chứ. Mai kể trước đi Mai. Dạ bình thường thì ảnh là ảnh kỹ tính lắm. Thấy quần áo đồ mặc lúc mà cũng thẳng rồi, cái gì cũng khó tính đòi hỏi cao lắm. Mà về nhà mới biết trời tật xấu quá trời luôn. Có cái tật xấu lắm mà nữa. Tật hay xì hơi anh chị. Cái đó nhiều người không sao đâu. Nhiều người có tật đó lắm luôn. Khổ lắm em ơi, cái đó khổ lắm. Nhưng mà cái tần suất nó hả, nó nhiều lắm. Cái nỗi mà em cứ thắc mắc là bình thường đi làm có vậy không, sao mà tự nhiên về nhìn cái mặt của mình là cứ vậy hoài ấy. Rồi vậy là ông này ông điều khiển được bản thân ông rồi. Có nghĩa là lúc ông đi làm hay là ông gặp em lúc yêu nhau là ông nín. Kệ ông để tới về ông mới xả ra. Bung. Tại lúc đó là đi học là em ốm lắm, 51kg à. Mà không biết sao giờ ra trường đi làm rồi mập lên á, bắt đầu nó phát sinh thêm chứng. Hay ta nói cái đó là phát sinh đúng không? Có đó phát sinh chứ không phải bản chất đúng không? Dạ phát sinh. Còn hay gì nữa không? Dạ hay ngủ, cũng ngủ ngáy nữa. Em thì em dễ ngủ lắm, mà ổng thì cái tật khó ngủ. Cứ bữa nào mà vô cái ngủ không được, cái mà em nằm xuống xíu là em bắt đầu diêm diêm rồi. Cái bắt đầu kiếm chuyện nhay với em. Nói trời sao bữa nay đi làm mệt mà về vợ không hôn cái. Buồn quá. Cái mình cũng quay quà cắn cho một cái. Rồi xong ấy, hôn không có tâm gì hết trơn á. Rồi cái chuẩn bị ngủ là bắt đầu nhây với em tiếp. Sao mày sao bữa nay không, mệt quá mà không ai đấm lưng. Em chuẩn bị vô giấc các bạn ổng nhây. Không cho em ngủ. Rồi còn cái bữa nào mà ổng ngủ được á, ổng về ổng mệt, hay là bữa nào mà nhậu xỉn vô á, về thả vô một cái là ngủ liền á, thì em cũng ngủ không được. Ngáy to quá trời luôn. Cái nỗi mà cái bữa mà em ngủ không được luôn, cái em mở điện thoại lên em đi âm lại. Nói, sáng em mở cho nghe mà em đổi chuông điện thoại luôn. Em nghe lại em hết hồn không? Nghe lại hết hồn luôn chị. Dữ dằn lắm mà. Dạ, xong không biết lúc mà mình ngủ mình đâu cảm nhận được đâu mà ghi âm lại nghe hết hồn, nghĩ là chắc ghi âm thằng nào. À. Còn thằng xấu gì nữa không? Hay lấy em làm bia đỡ đạn lắm. Giống như từ lúc cưới em, cái ai mà rủ đi nhậu cái cứ đưa điện thoại cho em, nói trời vợ không có cho đi. Nói hả, đang đi chung với vợ không có cho nhậu đâu, không dám đi. Mà cái ai mượn tiền cũng nói thôi ông lấy số vợ tôi đi, đội đi vợ cho nó mới cho, vợ giữ tiền hết trơn rồi không có tiền xài, không cho mượn. Khéo hết sức luôn vậy hả? Nhưng mà em thích cái chuyện đó. Dạ thì cũng thích. Chính là dạ cũng thích đó. Rồi còn cái gì nữa không Mai? Có bữa kia cái anh hàng xóm anh qua, anh rủ chồng đi đánh bài. Đánh bài cũng cho vui thôi chứ cũng không ăn tiền bạc gì. Cái bữa đó ổng sao ổng không muốn đi. Cái ổng nói cái lúc đó ổng đang sửa chiếc xe máy cho em nữa. Cái ổng tháo lùm lum hết trơn á. Cái ổng chỉ với chiếc xe, ổng nói trời anh ơi bữa hổm em đánh bài em thua có 30 ngàn à, mà về vợ anh tập chiếc xe nó như vậy nè. Em không dám đi nữa. Điều tra. Mà nó dễ thương mà. Mà ông kia chắc nó rất chắc khỏi dám mượn luôn đúng không? Ông làm sao mày biết mà hả? Bạn bè tới đồng nghiệp luôn biết tiếng em hết trơn à. Em đang tiếng ác không? Nó quan trọng là thích đúng không? Dạ thì cũng thích. Đó. Rồi giờ tới Nghĩa. Vợ em hay quên. Có lần đi ở phòng trọ cũ xong rồi tại giá hơi cao bắt đầu chuyển qua phòng trọ mới. Thì chuyển thì vợ cũng có chuyển phụ, chuyển đâu mấy chuyến vậy rồi cũng biết đường.
Sau sáng bữa sau cái bắt đầu em nói thôi mua đồ ăn rồi tới ghé làm đồ ăn rồi về nhà mới đồ. Rồi bắt đầu là nói 9 giờ mà nhà ở liên khu 4 năm mà vợ em hỏi đường đi liên khu 56 không. Em đợi gần tới 10 giờ luôn mà vừa đói mà vừa khó chịu mà không biết làm sao, em cũng nghi nghi. Mà vợ em thì sợ em la cho nên là không có móc máy điện. Em chủ động em điện hỏi vợ đâu vậy, cái nói ở đoạn đó rồi là em biết rồi, chạy lạc rồi, nói đúng nói địa chỉ mới quay trở lại. Đặng trí, đặng trí rồi còn gì nữa. Rồi có lần hết ga điện cho anh giao ga, không cho địa chỉ nhà mới mà cho địa chỉ nhà cũ. Cho địa chỉ rồi anh chạy vòng nó, ủa sao cũng tới bụng tới nơi rồi mà sao cái anh giao ga thì bình thường nó đi nhanh lắm mà sao hôm nay. Cái hỏi ảnh cái bắt đầu ảnh nói cái địa chỉ đó đúng không, trời ơi em quay lại nhìn vợ mà tới hồi tao lại giao đâu dám nói gì. Hai chồng cười không à, rồi gì nữa, vợ em kỹ tính quá. Vợ em mê đọc truyện nữa, có lần ủi đồ cái bắt đầu không biết mê chuyện gì đó cái bắt đầu ủi trái luôn cái mền luôn. Thì từ đó hôm bữa lại tính kêu mua hai đứa chung cái mền thôi mà bị xì hơi quá giờ không cho đứa cái. Rồi hay thưa thớt. Thưa thớt là sao? Giống như làm nấu nướng xong rồi bếp không có ít khi nào lau chùi luôn. Em không, em lau chùi. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi sao? Nói chung thì những cái đó thì em thấy nó cũng không có quá lớn. Thì nói vợ có coi chuyện thì ví dụ như mình coi phim gì đó thì trong một cái thời gian nào nhất định thôi. Chứ không phải vừa việc này vừa việc kia mà mới mốt điện đài mất công ảnh hưởng tới tính mạng nữa. Vậy thôi. Em mong muốn nghĩa thay đổi điều gì? Em cũng muốn chồng em thay đổi là bớt nóng tính lại xíu, cũng bớt xăm soi đi. Em hay nói là để ý nhiều chi cho mệt vậy, mệt mình mệt người ta nữa. Còn gì nữa không? Bớt tha bơm không? Dạ thôi cái đó chắc em cũng quen rồi kệ. Quen rồi không có chịu cũng nổi đó. Chỉ có nhiêu thôi. Dạ tạm thời chỉ có vậy tạm thôi. Tạm thời mới có 6 tháng mà còn son quá, quá mà. Quá son. Các em có mong muốn của em bé không? Dạ cũng có. Thôi bây giờ chúc cho hai vợ chồng mai nghĩa sau chương trình này về yêu nhau rồi sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa nghe. Dạ. Và trong năm sau sẽ có một thiên thần khỏe mạnh kháu khỉnh ra đời trong gia đình của hai bạn. Dạ, cảm ơn chị. Suốt quãng thời gian quen em luôn á, một tuần là chỉ 24.000 thôi, cứ em líp tông ổng trái dừa tươi là 24.000. Một cái chuyện tình mà ít hao tốn nhất. Giờ em nghĩ là em thấy giá em rẻ. Thế là tối đó em cũng bận vô cũng đẹp lắm. Đứng ra kêu anh ơi đi ngủ đi anh. Cái ổng nói từ từ đi, hỏi vừa làm gì anh. Thôi mình kiếm tiền trước đi. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai bạn. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Quốc Trung. Năm nay em 35 tuổi. Em là nhân viên lập trình công ty phần mềm ở Tân Bình. Em chào chị Hồng Vân, dạ, chào anh Quốc Thận. Chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Thanh, năm nay em 30 tuổi. Em là nhân viên văn phòng và đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung ơi, Trung nói cho anh biết đi, em gặp cô ấy lúc nào? Dạ thì cũng tình cờ anh, em gặp cô ấy là ở quê của em. Dạ. Quê em đâu? Dạ quê em ở An Giang, vợ em là ở Bình Dương. Thì dạ. Tết đó anh chị là vợ em mới đi xuống tìm em. Trước lúc gặp anh Trung á là em đã nghe thím nói sơ về rồi. Nói là tao có thằng cháu chồng này, nó giỏi mà nó dễ thương lắm, để tao làm mai cho. Cái em nói thôi không thèm đâu. Thế là tự nhiên cái năm đó đi á, thấy vừa thấy cái bóng ông này là mình nói trong bụng, trời ơi đừng nói cái thằng cha này là cái người mà thím để mà chị Hòa định làm mai cho mình nha. Thôi cái này liền ra đường còn thèm nữa. Trời. Lúc đó cái tướng ổng thấy ghét lắm anh. Bận quần tà lõn lửng lửng nè. Rồi cái áo phông mỏng mỏng. Rồi mang đôi dép Lào của mấy ông già hay mang á. Rồi mặt thì đeo mắt kiếng mà đi nghỉnh nghỉnh vậy nè. Cái em nhìn em nói trời ơi cái thằng cha nội này hách dịch quá không thích xíu nào đó. Rồi sau cái lần đó hai người có gặp nhau để nói chuyện không? Thì ăn xong rồi dắt trưa á chị, cái mình mới đi về thành phố. Rồi bà xã em thì đi về Bình Dương. Bà xã mới đặt xe đò. Còn em thì em đi xe Honda với chú thím.
Thì chỗ đó sáng bữa đó là do xui cái là em đi mua bảo hiểm á, cái người ta tặng em cái nón bảo hiểm. Cái em nào đem cái nón bảo hiểm lên xe luôn. Cái thím em mới điện cho vợ em bây giờ hỏi xe chạy chưa, cái vợ em nó chưa chạy. Cái thím em mới năn nỉ nó thôi mấy chạy đi rồi rước nó chạy đi. Rồi lúc đó là em đồng ý leo lên xe đội cái nón bảo hiểm mới luôn. Dạ. Dạ, lúc đó trong đầu em nghĩ trời ơi, ông nào cũng kết mình nè, nên ông đem sẵn cái nón bảo hiểm. Nhưng mà em đâu biết là bảo hiểm tặng cho ông đâu. Ờ vậy đó hả? Có số điện thoại nhau không? Dạ không. Rồi sao gặp lại nhau? Vậy bao lâu mới có tình cảm trời? Yêu dạ. nhau là bao nhiêu lâu? Dạ, từ khi mà hai con mắt thấy nhau cho tới đám hỏi là khoảng 8 tháng. Lúc đó là em đăng ký đi học văn bằng 2 ban đêm á. Thì tối hôm đó em đang học, cái em thấy một tin nhắn hỏi là hôm nay Thanh có đi học không? Anh là Trung nè. Cái em á, hả? Tự nhiên nhắn lại cho mình chí trời. Rồi sau này em mới hỏi, ủa sao anh có số em hay vậy? Ừ. Sao? Em có bà thím cho đúng không? Dạ đúng rồi anh. Đó thì đó cũng hay nè. Rồi sau cái lần mà nhắn tin lạc lối đó đó thì là bao lâu thì chính thức yêu nhau nè? Dạ 3 tháng. 3 tháng sau luôn á hả? Mà đi uống cà phê với nhau á, ngày đầu tiên gặp anh chẳng nói gì đâu, chỉ có một mình em nói thôi à. Nhưng mà cái bữa cà phê đầu tiên là ai trả tiền? Dạ em trả tiền. Chị, ít lắm chị. Bao nhiêu tiền em? Có 24 ngàn chị. Suốt khoảng thời gian quen em luôn á, một tuần là chỉ 24 ngàn thôi. Cứ em líp tông ổng trái dừa tươi là 24 ngàn. Một cái chuyện tình mà ít hao tốn tục nhất cá mà luôn á, từ lúc mà tỏ tình đến lúc mà quen được luôn tháng. Là chỉ cần là tôi cá luôn là không tốn một quầy dừa. 8 tháng đúng không, mà trừ đi hết 3 tháng rồi là có 5 tháng thôi. 5 tháng mà một tuần là đi cà phê mấy lần? Dạ một lần rồi chị. Một tuần lần là lần tháng 4 lần. 4 chai dừa là 24 ngàn mà nhân lên trời đất ơi, 48 nhân đôi là nhiêu? 96 ngàn mà nhân cho 5 tháng. Trời ơi, chưa tới 500 ngàn. Chưa tới 500 ngàn. Trời ơi, gì mà đỡ hao vậy trời. Giờ em nghĩ là em thấy giá em rẻ. Thì nó là chưa tới nửa triệu nữa. Trời đất ơi. Rồi khi mà yêu nhau rồi á thì là có ghen hờn gì không? Ai là người ghen? Ghen chắc con mình em quá. Sao? Em ghen với ổng hả? Bộ ổng hay say nắng người ta lắm sao em ghen? Trước em ảnh cũng có cái mối tình sâu đậm lắm á chị. Tức là gần tiến tới hôn nhân luôn rồi đó. Từ khi mà em lớn lên á là tới 25 tuổi luôn là em muốn quen hết trơn á. Ổng là người nắm tay em đầu tiên, hôn em đầu tiên, cái gì của em cũng là đầu tiên. Vậy mà có 500 ngàn. Nhỏ này quá trời quá đất thiệt á. Cái em giận, em nói tại sao ổng không phải là em, là không phải là đầu tiên của ảnh. Cái mỗi lần nhắc tới cái em giận. Có khi á ổng ít có hát lắm chị. Mà ổng cứ nằm cái ổng hát ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh đưa cao trầu này kia đổi chị. Cái em mới hỏi anh nhớ ai vậy, anh nhớ chị nào dưới quê vậy. Thế là em cứ chống nạnh lên, em hỏi anh nhớ ai vậy, anh nhớ người yêu cũ anh hả, chị nào vậy, nhớ hả, tôi đây nè, không nhớ nhớ ai vậy. Là em cứ mà ổng hay chọc tức em lắm chị. Cứ mỗi lần ổng muốn gì cái ổng hay hát ra bờ sông anh hẹn với em, mà chẳng hẹn ra bài hát mà không hẹn nữa. Dạ cái bài đó là cái bài chợ mới, bài tủ của ta, bài tủ không? Đúng rồi, em cầu nghe coi coi hát cầu. Dạ em hát ở đây đi, yên tâm mà không ghiền đâu. Ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh đem cao trầu, nhờ người xe duyên tình ta em cho nên yên lòng, anh đã thưa cùng mẹ cha. Đó. Hát gì mà không nghe được. Mà tôi đây không hát. Ra bờ sông anh hẹn với em, mà mắt lý liếc nhìn giận nghe. Em hồi nãy em có nói cái gì cũng ảnh cũng là người đầu tiên dành tặng cho em đúng không? Dạ. Nắm tay rồi hôn cũng là người đầu tiên của em. Vậy thì cái đêm tân hôn chắc chắn là nó sẽ rất là ly kỳ phải không? Dạ, tại trước đám cưới á, mấy chị trong công ty cũng có mấy bạn xem tuổi em đám cưới, rồi người ta cũng kể, rồi người ta cũng tặng cho em một cái váy ngủ màu cà rốt cũng đẹp lắm anh. Thế là mình nghĩ tới đêm đó mình cũng bận này kia rồi. Mà người ta thường bảo là đàn ông người ta trông chờ giây phút đó lắm. Thế là em cũng nghĩ ông này giống vậy. Thế là tối đó em cũng bận vô cũng đẹp lắm. Đứng ra kêu anh ơi đi ngủ đi anh. Cái ổng nói từ từ đi, hỏi vừa làm gì anh. Thôi mình kiếm tiền trước đi. Không làm ăn trên chân luôn.
Dạ thì cũng nói có, chung cũng có làm ăn mà lúc đó mệt quá tiền nó đếm hồi cái nó bị quay á, cái cũng có làm nhưng mà cũng chụp, có phàn nhau cái được. Rồi bây giờ lấy nhau về được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em với ông xã em lấy nhau khoảng 5 năm rồi. 5 năm em dạ. Tụi em làm mấy bé rồi? Dạ 2 bé rồi. Mà bắt đầu cái tính xấu lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều không em? Dạ trong mắt em thì chắc nó không nhiều nhưng mà cái tật xấu đó nó hơi lớn. Rồi khui đi em. Khi mà sanh bé thứ hai á là em dời về thành phố em sống. Thì bên ngoại bên nội thì cũng bận việc, đâu có ai phụ mình chăm con đâu. Chỉ có một mình em với hai đứa thì em phải nghỉ làm để em chăm. Thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn gọi là khủng hoảng nhất của em luôn, là ở nhà. Rồi một mình ông xã em gánh vác kinh tế. Có một lần ảnh về tháng đó là hai đứa con em bệnh hoài, vậy nó nhỏ nó bệnh hoài. Với thăm tiền, ảnh về ảnh hỏi em, tại sao tháng này bị thăm tiền? Em nghĩ là một câu hỏi bình thường, không bao giờ em nghĩ nó sâu sắc gì đâu. Cái em mới nói, thì đó hai đứa con bệnh hoài em thấy ha. Thì em cũng giải thích phân trần. Nhưng mà khi mà ảnh lặp đi lặp lại một câu nói tới 3-4 lần thì tự nhiên em tự ái lắm chị lúc đó. Chưa khi nào mà em giận ảnh như lần đó. Không hề nói với nhau một tiếng nào hết chị. Thì khoảng 2 ngày sau là ảnh năn nỉ em. Ảnh đi theo ảnh năn nỉ nhưng mà lúc đó cái tự trọng em nó, cái tự ái em nó bị xúc phạm dữ dội lắm, em không chịu được. Cái thế là ổng năn nỉ hoài không được, cái ổng đuổi em đi luôn. Ổng bảo là bây giờ em không cần anh nữa thì em đi đi, em muốn đi đâu em đi đi. Thế là em đang cho con bú, em cũng chẳng nói, lúc đó y như là mình chán từ ở trong cái tư tưởng mình chán ra rồi, không muốn nói gì nữa hết, anh muốn nói vậy nói kệ anh. Thế là em cho con ăn uống xong, bắt đầu em đi lên lầu, em lấy vali, em bỏ quần áo vô, em lấy móc đồ theo hết, em bỏ hết trong vali vậy đó. Thì khoảng 15 phút sau là ông xã em chạy lên, hai con mắt ổng đỏ như hai trái gấc vậy. Mà ổng rưng vậy chị, ổng chạy lại, ổng ôm em, ổng bảo là em ơi đừng có đi, anh cần con với em lắm, em đừng có đi. Là lúc đó tự nhiên em y như một cái bong bóng mà bị nó căng lên mà người ta chích đó. Đó hả, em vỡ òa luôn chị, em khóc mà em phải thét lên luôn. Trời ơi, là em càng thét và ổng càng ôm em. Lúc đó là thật sự là cái em giận nhất ổng trong 5 năm đó. Chồng em chỉ có mỗi một cái điều đó làm cho em bị tổn thương, làm cho em bức bối thôi đúng dạ, không? Đúng rồi. Chuyện đã xảy ra lâu rồi. Dạ. Thôi delete luôn đi. Xóa luôn. Ổng có lãng mạn không? Dạ không chị. Ừ. Trong quá trình yêu em không có gì gọi là lãng mạn hết trơn á. Rồi tối ngủ thì ổng có gác tay để cho em gối đầu không? Dạ không đâu, ổng ngủ càng xa em ổng càng mừng. Em bu theo ổng thì ổng lại đẩy em ra. Tủm tỉm cười hả ông? Bây giờ Trung, bây giờ cô ấy có tật xấu gì không? Cô ấy thì tật xấu là hay khóc. Với lại con cái em không thích là tối ngủ cứ bắt em ôm, em không ôm được. Nó đâu phải tật xấu đâu. Dạ, tại vì em ngủ mình quen rồi á. Cho nên là có ai mà nằm kế bên đụng em cái là em ngủ không được. Rồi có nhiều. Ủa là mấy năm luôn á, từ lúc cưới nhau về tới giờ luôn á. Dạ. Rồi với còn là, gì nữa? Tính em á là ví dụ như mình nói em dọn dẹp nhà đi là phải làm liền. Chứ không có mà nói à, để em giúp em làm này xíu hay làm kia xíu. Em không thích vậy. Cái thôi mình làm luôn, bực mình cự lộn hai chồng nghe lộn hoài. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì nè Trung ơi? Dạ em mong muốn thì vợ em là em dụ như em kêu em làm gì đó thì làm liền cho làm em. Làm liền. Không từ từ nữa. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, tối ngủ thì đừng kêu ôm nhiều quá, đừng có. Thôi bây giờ không ôm nhiều nhưng mà ấy sao? À xong rồi thôi, đúng không? À, xong rồi dạ. Ai ngủ đúng không? À, rồi, thế em mong muốn Trung thay đổi điều gì? Dạ, ông xã em thì em chỉ mong ảnh là suy nghĩ đơn giản mọi thứ thôi. Cái gì ảnh cũng suy nghĩ nó sâu xa quá thì nó sẽ nặng. Mà cái nghề của ảnh là cái nghề lập trình đó chị, nó đã rất là nặng đầu. Cho nên em chỉ mong ảnh là đơn giản hóa mọi chuyện. Cái thứ hai là đôi khi ảnh sẽ có những cái biểu hiện lãng mạn xíu. Dạ đúng rồi, làm cho em có cảm giác ảnh còn thương em. Cái đó là đúng đó, cái đó là đúng nha, cái đó là quan chị, trọng lắm. Chị biết đó. Không, từ khi cưới em tới giờ tặng em đúng duy nhất một bông hồng héo thôi đó. Mà cái đầu nó còn gục xuống vậy nữa. Là duy nhất một lần nó tới giờ thôi á. Không, chị nghĩ là cái phần mà vợ em đề nghị là em làm cái sau đi. Còn cái phần mà kia kìa là khó lắm á, tại cái đó là mình nghề nghiệp em ơi. Lập trình viên mà đâu đó rõ ràng, thành ra là cuộc sống cũng vậy, phải nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ xa nghĩ gần. Thì cái đó chắc khó bỏ lắm, nhưng mà bỏ phải bỏ cái sau, phải cho vợ cái cảm giác lãng mạn. Thì em suy nghĩ là mình thương là mình
hành động thôi, mình giúp vợ những cái công việc hàng ngày. Đúng rồi. Phụ nữ yêu bằng cái lỗ tai. Ừ, em phải nói ra. Rơm rớm nước mắt em đừng có để ở trong trái tim. Mất mát gì cái lời nói đúng không, không nè? Trung. Dạ. Đó. Vợ xin đó, đó cũng hành động đó, nhưng mà bây giờ nói thêm câu đi. Tôi không có nghe, tôi không có thấy gì đâu. Em à, anh thương em lắm, đừng có khóc. Thôi hôm nay lên đây nói chung là cũng đã bày tỏ được hết tất cả những tình cảm của vợ chồng với nhau rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua đâu. Yeah. Nói rồi đúng bây không? Giờ hung cái đi. Đó, hung cái đi rồi không dòm tôi nữa không nè. Thấy cái đó. Gì chưa nghe cũng thấy vậy đó. Rồi, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn hai bạn hạnh phúc nha. Thì em về em mới nói với mẹ em là em bảo mẹ hôm qua có thằng kẻ ngu lắm mẹ, mới gặp lần đầu tiên mà đưa con 500 ngàn cho tiền con. Như vậy thì sao ta, có thấy được những cái tật xấu của nhau không hay là bây giờ vẫn còn màu hồng dữ lắm? Hiện tại em thấy nó cũng còn màu hồng nữa. Có cái tật xấu lớn nhất là anh say vô là anh ngáy dữ lắm, em ngủ không được. Cái nữa là ảnh nhiều khi ảnh khô khan quá. Và bây giờ cặp đôi thứ hai sẽ mang đến cho chúng ta những điều gì thú vị trong chương trình ngày hôm nay tiếp đây. Mời quý vị khán giả dành một tràng pháo tay đón chào cặp đôi này. Mời em giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào quý vị quan khách. Em tên là Xuân Đạo, em nay 29 tuổi, em đến từ Quảng Ngãi. Đạo. Công việc của Xuân Đạo là gì? Dạ, em làm nghề điện công nghiệp. Rồi, mời em. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, chào quý khán giả. Em tên là Mỹ Hạnh, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Em 29 tuổi và em cùng quê với ông xã luôn. Dạ, hiện tại thì hai vợ chồng em đang sinh sống ở Sài Gòn, lập nghiệp ở trong này. Hai em là yêu nhau là ở Quảng Ngãi hay là tại thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, nói chung là gặp ở Sài Gòn, rồi qua là đứa em của vợ giới thiệu. Nó kêu là để nó mà làm mai cho, chứ em cũng không có, em cũng không biết là hôm đó có sự có hiện của ông xã. Em chỉ xuống nhà em chơi bình thường thôi. Thì nó bảo là chị ơi lát nữa có anh này xuống chơi nè. Thì em bảo thì ừ thì cũng chơi vô đây. Thì lúc đó em cũng có đi để em mua gà rồi về làm cháo rồi đó cho mấy anh em nhà nhậu. Thì ông này tới nè. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên mà khi mà em gặp anh này thì... Không có ấn tượng gì luôn anh. Tại vì ổng hồi đó hả, ổng ốm, ổng đen mà ổng xấu lắm. Nhìn ổng sao nó sao sao, đại loại là em không có hề có ấn tượng gì hết. Còn em thì sao em? Lần đầu tiên gặp vợ thì nói chung là nhìn người cao ráo và to. Mấy anh em trong nhà rất là vui. Nhưng vô lần ấn tượng đầu tiên là được thích cái điều đó. Lúc đó xong thì đang ngồi nhậu về đó thì em thấy karaoke. Em thấy người ta hát thằng xóm, em bảo là mà em thì rất thích hát karaoke. Xong rủ, cái em bảo là ước gì vợ có ai rủ mình đi karaoke. Cái ông này thì ổng tự tin giọng hát của ổng lắm anh. Cái ông kêu ừ thích thì đi. Cái nhậu xong cái rủ nhau đi karaoke. Có nhớ là cái ngày đó em hát bài gì không? Hôm đó là em hát bài Nếu Là Anh. Để em lấy cái tiếng hát cho người mà bạn gái mình hiểu. Và em nghe nói, xong nói ra cho mình luôn. Tại rất là run cho nên không có nói chuyện được nhiều. À Nếu Là Anh. Đã hát thử vài câu coi cái hát từ đi, ngôn từ ý nghĩa sao. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Hay quá. Giọng giống Di Mạnh. Trời ơi. Em nghe giống Di Mạnh không? Nói thiệt bây giờ em mới thấy gần gần ảnh hát giống ca sĩ, chứ hồi đó em không có nghe luôn. Tại vì lúc đó là cái cảm giác là em cũng đang bị thất tình. Nên là khi vô phòng karaoke em ngồi em nhậu thôi. Lúc đó tính tiền thì ảnh có đưa cho em 500 ngàn để góp. Thì em về em mới nói với mẹ em là em bảo mẹ hôm qua có thằng kẻ ngu lắm mẹ, mới gặp lần đầu tiên mà đưa con 500 ngàn cho tiền con. Thế là mẹ em cũng cười và hỏi tối thằng nào dạy gái dữ vậy. Rồi xong rồi bẵng đi thời gian đâu liên lạc với em. Em nghĩ là chắc lúc đó là đứt rồi, không liên lạc gì hết. Khoảng tháng sau thì thấy ổng nhắn tin Zalo cho em. Ủa mà sao em lại là vắng, là giãn cách luôn một tháng. Giãn cách một tháng. Vợ con lúc đó làm bên ngân hàng. Con thì làm nghề, con đi học nghề con lên á. Thì đôi khi mình mà cảm, khi không đi học. Đi làm nghề đi lên. Thì bắt đầu em của vợ thì cứ bảo em thì liên hệ với chị đi. Có gì chị không sao đâu, nghề của chị như vậy thôi chứ anh đừng có phải cảm. Hồi đến bao giờ thì tụi em mới yêu nhau? Cái giai đoạn mà ảnh cua em á, thật ra em không có ưa gì ảnh hết á. Tại vì em nói là lúc đó em đang thất tình mà, nên em chả muốn quen ai nữa hết á. Nói chung là em muốn chấm dứt hết, em có cái dự định riêng của em rồi.
Thì ổng cứ ngày nào cũng qua nhà em ngồi. Rồi ổng qua hả, ổng sửa nhà cho em nha. Ổng đóng móc, đóng đồ, ổng làm cầu thang, cầu đồ, ổng làm. Ổng làm tội lắm, mẹ em cưng ổng lắm, mẹ ổng thương lắm. Mà em thì lúc đó em không cảm giác gì hết. Tại lúc đó em ngồi nồi, nói chung là em không còn niềm tin nữa. Em không muốn quen ai nữa. Nên là khi mà anh này anh đến thì nói chung là xui cho anh thôi. Trước đó là em đã có dự định riêng, em nói dự định riêng của em là em quyết định đi du học rồi. Em không có muốn dướng bận đến ảnh, em cũng không muốn ràng buộc ảnh, tại vì em đi là 2 năm và em xác định là sau 2 năm đó em sẽ học tiếp, và em học tiếp em xác định là em ở bển luôn, em không có định về. Nhưng mà ảnh cứ theo thì thôi, anh bảo là thôi cưới đi. Thì lúc đó mới quyết định cưới. Lúc đó mẹ vợ hỏi là giờ chuẩn bị hạnh đi á, con chịu được nổi hay không? Thì bắt đầu hai đứa thổi xong rồi con quyết định là thôi mẹ cho chân phép hai con cưới. Nói chung là hạnh đi thì cũng gì tương lai hai đứa thôi. Cưới xong rồi em đi học? Dạ, cưới xong 2 tháng em đi. Ồ, em đi học 2 năm? Dạ. Đi học ở đâu? Dạ, Nhật. À, đi học ở Nhật hả? Dạ. Vậy là em mới về đây hả? Em mới về được gần 2 tháng. Mới về đây được gần 2 tháng thôi? Dạ. Về là đăng ký tham gia chương trình liền luôn. Có nghĩa là hai vợ chồng là chính thức là gọi là đoàn yêu viên á, là đâu được có 5 tháng, đúng không? Dạ đúng rồi, sống với nhau được 5 tháng. Cưới xong có kịp đăng ký kết hôn không? Dạ, nói chung là lúc đó là em cũng còn thử thách ảnh lắm. Với lại lúc đó tình cảm em nói thật là dành cho ảnh chưa có nhiều. Nói chung mà có thương thôi chứ gọi là để mà yêu mà gắn bó suốt đời thì nó vẫn còn là một khoảng cách mong manh lắm. Nên là em chưa đăng ký kết hôn vội. Em đi xong cho đến 1 năm sau em về thì mới đăng ký kết hôn. Vậy thì trong 2 năm đó chắc có lẽ là cái người ở lại chắc là nhớ nhung dữ lắm đúng không? Dạ, khổ lắm. Khổ lắm mà. Để anh kể cái hành trình khổ lên chị nghe. Thì lúc mà bay qua xong đó bắt đầu về nói chung cũng khóc cũng tủi. Bắt đầu cái hành trình là đi học thì sáng là ở bên mình là 5 giờ. Bên vợ sẽ là 7 giờ. Cho nên là 5 giờ em sẽ dậy. Em sẽ báo thức. Gọi giờ dậy là chuẩn bị đồ đạc rồi bắt đầu 5:30 bắt đầu đi. 5:30 tự hành trình là bắt đầu gọi bên Messenger Facebook á. Gọi dẫn đi từ 5:30 là dẫn đi ra ga của tàu điện ngầm á là hết gần 6 giờ. Bắt đầu 6 giờ là cúp nguồn, là chỉ nhắn tin thôi là mới tới 6:30. 6:30 xong bắt đầu gọi lại xong là dẫn tới trường tới 7 giờ bắt đầu học. Vậy đó, ngày nào như ngày nào. Dạ. Rồi sáng nào cũng vậy. Rồi 12 giờ anh lại gọi anh dẫn em về. Nói chuyện trên lúc mà em đi bộ ra ga hoặc là từ ga về nhà thì anh sẽ gọi. Một năm sau khi mà em đi qua Nhật, lúc em về phép chơi á, là mới đăng ký kết hôn. Là lúc đó là em đã yêu ảnh. Dạ đúng rồi, lúc đó tình cảm nó đã nhiều hơn nữa. Đó là một năm trời xa nhau là lúc đó em cảm thấy yêu ảnh nhiều hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Mới ở chung với nhau được. Được có 5 tháng thôi đó. Còn mới đây là mới có 2 tháng thôi. Dạ. Như vậy thì sao ta, có thấy được những cái tật xấu của nhau không? Hay là bây giờ vẫn còn màu hồng dữ lắm? Hiện tại em thấy nó cũng còn màu hồng nữa. Có cái tật xấu lớn nhất là anh say vô là anh ngáy dữ lắm. Em ngủ không được. Cái nữa là ảnh nhiều khi ảnh khô khan quá. Ảnh ví dụ như là ảnh cứ chăn chắc và thật thà quá. Nên là ảnh nhiều khi anh thiếu yếu tố lãng mạn. Làm không mà im im làm không có nhưng nói. Nhưng mà em là ở xa như vậy rồi. Em thì ở Việt Nam một thời gian 2 năm. Em có khi nào em ghen không? Dạ không. Mình chồng tin tưởng chồng và vợ dạ mình rồi thì mình đó. Không bao giờ anh mình không ghen. Bao giờ ghen. Vậy em có nghĩ đó là cái tật xấu không? Nhiều lúc em cũng buồn chứ. Ví dụ như những hôm mà em ở bển em đi chơi đó, có những người bạn Nhật của em á rủ đi chơi thì cũng có đi chơi ăn uống hát hò này nọ. Em bảo em về em cũng kể ảnh, em cố tình em kể, em bảo em đi chơi với cái anh đó này kia kia nọ, anh nó chưa vợ này kia kia nọ, nó vui tính này kia kia nọ, hài hước rồi đó, thấy anh đó bảo là thấy em cũng vui này kia kia nọ. Ổng không nói gì luôn, ổng kêu thì đi được thì đi vui chứ sao đâu, rồi ổng không nói gì hết. Dù cho em đã chọc tức cái ảnh lên được cái ngưỡng cửa là cao nhất luôn rồi mà vẫn không ghen. Nhưng mà em thì ghen cực kỳ. chưa tới à, bây giờ tới phần của Đạo nè. Dạ. Kể cho anh nghe thật xấu của cô. Xấu của vợ thì mỗi lần đi ra ngoài đường á, cái vợ áo là móc rúng á. Gì móc có rúng vợ áo anh lên móc có rúng á vậy. Bị ghen móc rúng hả? Người em ngại lắm, đi tới đường đông mà may được có khẩu trang chứ không là ngại chết luôn. Trời đất ơi. Rồi sao rồi ghen sao, vợ ghen sao, tự thừa nhận là ghen luôn đó. Nói chung ai nhắc tới người yêu cũ của anh là em đã điên lên rồi. Em cứ em nhắc lại là em hay cấu xé hay là em cứ nhằn cái vấn đề đó hoài vậy đó. Thế là em thường hay có cái tính sở hữu. Nói chung là của mình là của mình. Vợ em có nóng tính không? Dạ cực kỳ nóng luôn. Cực kỳ nóng. Dạ. Rồi á, giờ em có tự quyết định mọi chuyện trong gia đình không? Quyết định cái gì có hỏi em không? Dạ, nói chung quyết định vấn đề gì thì vợ sẽ hỏi. Rồi hai vợ chồng bàn luận xong rồi bắt đầu quyết định. À, chứ là không tự quyết định khi mà không có ý kiến của em. Dạ. Rồi Đạo có mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Chỉ mong vợ là bớt nóng những cái tính nhỏ nhẹ nhất thôi. Lúc nổi nóng này không giải quyết được vấn đề gì. Dạ, còn chỉ gì vậy thôi.
nhiêu thôi. Dạ. Thôi bớt nóng thôi. Rồi còn em. Chồng em thì giờ em thấy như vậy là ảnh cũng được lắm rồi, nhưng mà em cũng có một cái mong ảnh thay đổi là có thể hiểu em tí hiếu, tại vì hiện tại là em sống với mẹ, là mẹ của em á, thì nói chung em là chị hai từ nhỏ rồi, ba em mất sớm từ nhỏ rồi, nên là hầu như em là cái trụ trong gia đình rồi, nên là có những cái vấn đề mà giữa mẹ với ảnh á, em ở giữa em rất là khó xử. Nhiều lúc ảnh cứ nói giỡn giỡn là anh giống như làm dâu vậy đó, thì cái câu nói đó làm cho em rất là buồn. Thực ra em cũng không có muốn ảnh phải chịu cái thân phận đó, và em hy vọng là ảnh có thể xem mẹ em như là em vậy đó, để có thể là chăm sóc mẹ em tốt hơn. Với lại ảnh có thể mạnh mẽ hơn tí xíu, nhiều lúc em thấy ảnh yếu đuối quá. Ảnh không, cái những cái vấn đề thường là em phải quyết định, em phải lo lắng hết trong gia đình, nên là nhiều lúc em cũng thấy hơi mệt mỏi. Em có thể là hy vọng là ảnh có thể làm một bờ vai cho em. Em thấy sao cưng? Tôi nói thì em sẽ làm được. Tại vì chị rất hiểu tâm trạng của vợ em. Đối với chị làm như chị cảm giác chị nợ bố mẹ chị nhiều lắm. Có nghĩa là giờ bố mẹ còn sống, ngày nào là mình phải hết lòng bố mẹ ngày đó. Rất may mắn là chị có một người chồng coi bố mẹ chị giống như là bố mẹ ruột của ảnh vậy. Thì thành ra là chị rất là dễ xử. Cho nên rằng nếu mà vợ em cũng được như vậy thì chắc có lẽ là cô ấy sẽ bớt nóng tính. Chị nghĩ là như vậy, đúng không? Dạ. Đó, thì thành ra là em cho cái tình cảm của em dành tình cảm cho ba mẹ là cái em được sẽ nhiều lắm. Chứ còn em không có mất cái gì hết. Em được thôi, ha. Dạ. Rồi, cảm ơn. Chào em. Nhắn nguyên một tuần vậy đó. Sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi. Mấy cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài, người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Rồi người dân đi qua lại nó cứ vẫy vẫy khều khều. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi. Cầm trộm hung má một cái. Cái coi như khóc anh. Khóc cái em nghĩ trời, chắc nhỏ giờ chưa được trai hung, sướng quá khóc. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Xâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Vừa xuất hiện cặp đôi này, tôi cứ ngỡ là tôi lạc vào một vương quốc cổ tích vậy đó, ha. Giống như là một chàng hoàng tử và một nàng công chúa vậy, phải không quý vị? Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Hoài Nhi, năm nay em 24 tuổi ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Dạ, em tên là Lương Đức Việt, năm nay em 27 tuổi. Em công tác tại Ngân hàng Tiên Phong Banh. Em sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhi hãy cho anh Thuận với chị Vân biết là hai em là gặp nhau trong trường hợp nào. Dạ, cũng qua... Xí 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 cho anh Thuận đoán cho đỡ. Đoán hả? Đoán đi. Tôi đoán là đâu là trúng đó đó nha. Sau khi tốt nghiệp xong thì em những cái khoản tiền đầu tiên của em nhận được thì em gửi vào trong một ngân hàng. Và em đã quyết định em chọn ngân hàng của anh này làm. Và em vào đó em gửi tiền và em gặp ảnh và ảnh của em, đúng không? Dạ không ạ. Sao? Vậy thì thôi anh không đoán nữa. Em quen anh Việt cũng là qua mai mối. Chị họ em mới làm mai em thì cho ảnh số điện thoại của em. Nhắn tin hoài luôn. Nhắn nguyên một tuần vậy đó. Sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi. Mấy cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài, người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Nhưng mà nhắn cái giống gì chậm? Nhắn một tuần cứ hỏi. Lễ mà người ta không trả lời mà cứ nhắn hoài là nhắn đây. Cứ hỏi em đang làm gì đó. Chúc em ngày mới vui vẻ. Em ăn trưa rồi vậy đó. Nhớ ăn chiều nha. Tối cái là chúc em ngủ ngon. Trưa rồi nhớ ăn đi em. Giống như là quan tâm lắm vậy đó. Dạ đúng. Đừng rồi. Nhưng mà thật chất là chưa gặp nhau bây giờ. Nhắn khi nào trả lời thì thôi. Rồi sau đó mình thấy trả lời thì mình điện thoại luôn. Cái là em sẽ hẹn đi chơi. Đó là cuối cùng là bọn em sẽ gặp nhau vào ngày 14 tháng. Lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em thấy anh sao? Dạ. Lần đầu tiên hả, ảnh điệu lắm anh. Đứng trước nhà trọ đợi em, tay thì thấy đeo đồng hồ cũng sáng sáng nữa. Người thì thơm thơm. Lúc đó là 14 tháng 12. Sau đó 10 ngày là tới Noel á. Cái ảnh mới làm em bất ngờ lắm. Trước cái một tuần lễ mà em có nhắn tin phong long mình ơn em vậy đó là em đã gặp mặt bạn này chưa? Dạ chưa, em chỉ coi hình qua Facebook. À tức là em bị sắc đẹp đánh gục đúng không? Đầu tiên là cái hình ảnh là em thấy ok đó. Em nghĩ là lên coi. Nếu mà nó khác hình quá thì mình lơ mình về luôn. Cái ngày gặp nhau á thì em đã biết là cái thời gian của cái phòng trọ ở khu trọ đó cứ 11 giờ đóng cửa. Em canh em muốn cho bất ngờ là em đi đặt con cua bông bự lắm. Em đặt khoảng gần một tuần.
Xong nó cao 1m6 luôn. Mình nghĩ là lần này mình lên tặng là chắc dính đây. Cái em mới lên thì điện thoại cho Nhi. Thì lúc đó là vào dịp sinh nhật của một bạn trong khu trọ. Cả khu trọ nó rủ nhau đi chơi. Đi chơi rồi đi karaoke. Em vẫn chưa cho Nhi biết là em lên đây. Em hỏi là đi chơi vậy về chưa. Cái kêu là gần về. Cái em đừng ngồi em đợi. Em đợi đến 12 giờ mấy. Cái em hỏi em về chưa. Em cứ nghĩ là giả bộ em. Tại vì em đang đi chơi mà. Kêu em đứng, anh đứng trước nhà đợi. Em đang ở nhà mà em có thấy anh đâu. Em ra trước nhà rồi em cũng đâu thấy anh đâu. Xong rồi em này đợi hoài luôn. Tới 3 giờ sáng chị. Tại vì hồi đó em đi nguyên với dạy trọ thì không có sợ là không có chìa khóa vô nhà. Chờ bao lâu em? Khoảng 5 tiếng. Rồi những cái người ở trong xóm, người ta đi qua đi lại, người ta thấy em, người ta có đánh giá cái nhân phẩm em không? Bữa đó vui lắm anh. Ban đầu là em ôm cái bông lại, cái em đứng, phòng trọ nó có cây cột, đứng ngay cây cột luôn. Cái em thấy cái ngũ bông ngại quá, em cất ngũ bông trong. Rồi người dân đi qua lại, nó cứ vẫy vẫy khều khều. Mãi sau này cái nhóm bạn của Nhi á, là đi về mới kêu, mới nghĩ em chạy bào lắm. Em kêu, trời, tối giờ người ta đang vẫy vẫy, mình là chắc nghĩ mình là đang đứng ngoài đây, vậy cả đứng ngay cái cột mà. Người ta tưởng em là trai bao luôn á hả? Dạ đúng rồi chị. Mấy nát nhân phẩm em luôn rồi, đầu em nghiệp. Rồi sau đó là bắt đầu là tình cảm mới bắt đầu là dạ. Là mặn nồng đúng không? Dạ chưa mặn nồng đâu. Nói chung là anh này cũng nhà ở quận 9, em thì ở trên Tân Phú. Chung anh hay lên trên Tân Phú xuyên chở em đi chơi lắm. Mà hai đứa đi chơi là mãi qua quận Nhất nè, quận 7 nè. Xong anh chở em về. Nói chung ảnh có vẻ rất là thiện chí. Sói ca đó đúng không? Dạ rất đúng là rồi. Sói ca luôn. 5 năm quen nhau mà cưới về mới biết là 4 năm ảnh ngũ lan chuyên nghiệp luôn ạ. 4 năm ngũ lan chuyên nghiệp. Ngũ lan chuyên nghiệp luôn ạ. Dạ. Sau khi đưa nhau đi chơi như vậy về là tới nhà em là 11 giờ. Thì anh sẽ từ Tân Phú chạy về quận 9 thì cũng phải tầm 12 giờ rồi. Lúc đó thì nhà anh đóng cửa, mẹ thì lớn tuổi rồi đó. Không có gọi dậy được. Cái ảnh ra quán nét, ảnh ngủ tới sáng. Trời ơi, 4 năm trời. 4 năm trời ngủ lan đúng không? Trời ơi, đứt ruột không phải con trai tôi là mẹ đánh anh luôn á chứ cho giỡn hoài. Mẹ anh mới kêu là ảnh mà là con gái hả là chữa hoang rồi đó. Đi ngủ lan dữ quá. Chữa 8 lần luôn vợ đó. Anh hỏi nè, trong mấy năm đó có đêm nào anh rủ em đi ngủ lan chung không? Không, qua tới năm thứ mấy thì bắt đầu rủ vợ đi ngủ lan chung nè. Khoảng hơn năm. Hơn năm. Có cái cột mốc ngủ lan nào mà nó ấn tượng? Có lần đi coi pháo hoa 29. Đi coi xong là bắt đầu mới có thêm 2 cặp nữa. Phải cặp nữa đi coi phim. Mình đi coi pháo hoa xong mình đi coi phim là xuất phải 10 giờ rưỡi rồi. Lúc đó em tính hết rồi. Là đi coi phim xong là chắc chắn là bị nhốt ở ngoài. Là coi như cái đó là kêu bằng gài hàng đó phải không? Rồi sao hỏi gì nữa? Em có sợ không? Em hỏi gì nè, em hỏi thẳng em đừng sợ có, em chứ. Em bắt ổng nằm ngược đầu với em. Rồi, tức là ý cùng... anh Bin là hỏi đêm đó có chuyện gì xảy ra hay cái không? Cái gì đến rồi, nó có đến không? Dạ không. Em có lần là em chở bạn từ Tân Phú lên cầu Phú Mỹ. Cầm trộm hung má một cái. Cái coi như khóc anh. Khóc cái em nghĩ trời chắc nhỏ giờ chưa được trai hung sướng quá khóc. Em ơi em nghĩ vậy. Cái ngồi em nghĩ trời làm gì ghê với ta. Cái hồi xong bạn quay qua bà tát em khái. Dám hung mà chưa xin phép. Cái đó là hung má là đã bị tát rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi sao? Rồi đứa lúc nào mới hung môi? Ồ hung môi. Hung môi em cũng nhớ mà lâu lắm. Tại vì hồi giờ em chưa có hung môi một ai hết trơn á. Tự nhiên ảnh hung xong rồi em thấy cứ ghê ghê dơ dơ kiểu gì á. Xong rồi em không cho hung nữa. Em giận em bắt trở về. Hôm nhiều hôm sau nữa cái hai đứa cũng đi chơi. Hai đứa ngồi hung nhau xong hồi mất đôi dép luôn anh. Có nghĩa là lần đầu hung á là coi như là không chịu. Lần sau hung là mất dép luôn không biết. Là hiểu hả? Ủa quê gần chết luôn. Quay trở lại cái vấn đề là cái đêm mà đầu tiên mà đi ngủ lan chung á. Dạ. Anh muốn hỏi là cái cảm giác của em là em sợ đúng không? Dạ hồi đó nói chung là cũng tin tưởng ảnh á. Nên là em kêu ảnh là quay đầu ngược lại. Hai đứa ngủ hai nơi vậy thôi rồi ngủ thôi. Trước khi vô thì mình cứ ngủ mỗi đứa một góc ngủ thôi làm gì đâu. Thì nói chung tâm lý đàn ông đứa nào cũng nói vậy. Nhưng mà tới sáng là đúng rồi. Là, sáng thì là đầu kề đầu đúng không? Còn cái sáng rồi tới nửa đêm thôi. Là chuyện gì tới sẽ tới, chuyện gì tới đã tới. Nói chung là cũng lâu lắm á chị, cứ lăn lộn qua lại nãy. Sau đó nói chung là em giận anh lắm, em đòi chia tay á chứ, xong rồi anh cứ khuyên nhủ này nọ xong rồi bỏ qua. Nói chung dỗ ngon ngọt xíu là bạn cũng vui thôi. Rồi bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi em? Dạ được hơn 6 tháng rồi ạ. Rồi bây giờ về ở chung với nhau rồi thì
Anh ấy có thật xấu không Nhi? Ảnh mê game lắm anh. Có bữa canh em ngủ rồi á, sợ em thức thì thấy hay lằng nhằng này nọ, xuống dưới chơi game 2-3 giờ sáng luôn. Còn gì nữa nè? Nấu ăn vụng về lắm. Cũng thương vợ nấu cho vợ ăn nhưng mà không nên lạc nhách à. Xong rồi ảnh nhậu nữa. Còn bà vợ mình thì có cái gì xấu không? Từ em đính chính là em thấy bây giờ hầu như con trai ai cũng chơi game cả. Không có em, đâu, không có đâu. Đang ngồi trên sân khấu của tôi nè, nhìn tôi nè. Không bao giờ chơi game luôn. Có, hồi trước khi lấy vợ có. Nhưng dữ sao? Luôn. Tới em đó khui tật xấu của cô ấy ra đi. Vợ em thì em nghĩ có cái tật xấu tình chung bạn gái nào cũng vậy là hay mít ướt, rồi hay nhõng nhẽo. Với lâu lâu là có tính là áp đặt chồng. Nhiều khi em thích mặc cái áo đó lắm, nhưng mà vợ em không thích, là vợ em không cho mặc. Là em phải mặc cái áo vợ em thích, mà trong khi cái áo đó là em lại không thích. Khóc nhè, rồi đi ví dụ như khóc nhè mọi lúc mọi nơi mọi trường hợp hay sao? Không, nghĩa là hay làm nũng mít ướt với em như con nít vậy đó. Tại con nít thiệt mà. Rồi nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì luôn? Dạ, em muốn chồng em là không có chơi game đêm khuya mà quá 12 giờ. Còn em? Em chỉ muốn vợ em đừng áp đặt em. Bạn ảnh hay chê ảnh mặc đồ gì kỳ quá à. Kêu vợ tân trang lại phong cách đi, mặc đồ nhìn kỳ quá nên là em phải nói ảnh mặc sao đó cho nó hợp phải lý. Phải design chẳng đúng không? Dạ. Cái mong muốn của chồng em chị thấy cũng có phần đúng. Dạ. Có nghĩa là vậy nè, trong một số trường hợp ví dụ như đăng tiệc ăn tùng hoặc là những cái gì quan trọng á thì em có thể ép chồng em. Những trường hợp nào mà anh cần cái sự thoải mái để anh làm việc cho nó có hiệu quả thì em chấp nhận. Dạ. Đơn giản chút xíu vậy thôi. Dạ. Nhường qua nhường lại. Cặp này quá thôi. Đẹp rồi. Anh hỏi nè, muốn có em bé không? Dạ muốn ạ. Thôi nhân đây thì chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng thuận thảo, yêu thương nhau, hạnh phúc. Và năm sau sẽ có một em bé tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của em. Dạ, cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Mũi, làm bạn gái chung nha. Thì lúc đó là... dạ. Trời, có khi nào người yêu mình chê mình giống như con vượng cái nó ấy không? Quen anh này thì anh xua tan y suy nghĩ đó đi. Nhưng mà ổng cứ kế bên em là ổng cứ bức lòng em. Em nổi điên lắm. Tới đây lẹ đi, để mọi người đi hết rồi. Em chạy theo, chạy tí tấn tới. Bụm, xong chạy đi. Tức là cho em một quả xong rồi bắt đầu ảnh chạy đi. Thôi, bức lắm. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì mời tất cả quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật to cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Vân, chào anh Quốc Thịnh. Em tên là Trần Hoài Trung. Hôm nay em 29 tuổi, quê ở Tây Ninh, sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là kỹ sư ạ. Em tên là Nguyễn Kim Mũi. Thì hiện em là nhân viên kinh doanh về trang thiết bị y tế quân đội, quê ở Tây Ninh giống như ông xã, hiện tại cũng làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi A Mũi với Trung là quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em là bạn học chung cấp 2, cấp 3. Bạn này bà học cấp 3 do bà dễ thương thiệt, nhưng mà bà nhoi lắm, cà rỡn lắm, y như con trai. Bẵng đi một thời gian sau, năm 2011 á, thì tụi em có đi ăn chung cái đám cưới của người bạn. Xin thế không biết. Gặp lại. Dạ, chắc là do là đi ăn đám cưới đông người á. Rồi bắt đầu nhẹ nhàng, dạ đúng rồi, kiềm chế là tự nhiên ấn tượng. Rồi sau này đi Sài Gòn á, học hai đứa còn đi học á, thì nó mới chia sẻ nhau nhiều hơn. Thế còn Mũi thì sao? Dạ, cái ấn tượng đầu tiên của em là cẩu thả. Vì em hồi xưa là em cho thuê truyện tranh, thì anh là anh thuê thì ta nói trả một cái hay là quyển sách, ta nói nó te tua luôn chị ạ. À. Nó gấp lại rồi, gặp mưa rồi, nó phùng cái gáy lên. Trời ơi, em chửi quá trời chửi luôn. Thì em chửi riết mà em nhớ cái mặt luôn chị. Dạ, bà dữ lắm. Vậy là anh xào lắm. Bao lâu thì các bạn mới nảy sinh tình cảm? Cuối 2011, gần 2012 là... 14 tháng 2 năm 2012 á, thì trong cái chuyến đi chơi đó em mới thuê một cái chiếc xe đạp dịch đó nha. Em lên đạp dịch cái bắt đầu em mới tỏ tình. Mình đạp ra tới cái chỗ tối nha, mình mới dám nắm tay. Mũi, làm bạn gái chung nha. Thì lúc đó là... dạ. Rồi. Có lén lén hung được nhẹ cái trán cái. Rồi mới cho lên bờ lại. Đạp dạ, lôi bắn hỏng ra tới cái chỗ tối, không hung được miếng. Hung tổn chết. Nói nghe nè, hung nhẹ là hung sao? Dạ thì... Hung lại nè, cho hung lại, cho hung lại. Đó. Nó cứ hung nhẹ trái vậy thôi đó. Dạ. Đó em. Rồi. Em rồi chừng nào mới hung nặng. Đó, định nổi.
Dạ, bữa đó là em đi làm thêm, em mà em làm tại tại nhà bạn này. Cái đầu mình cũng mệt thiệt, mình nằm xuống mình nghỉ. Chỉ là chỉ nằm kế, nhưng mà nằm em nằm đầu này, bả nằm đầu kia. Trời ơi, nằm vậy rồi sao nghỉ được. Thì mình cứ nghĩ là ổng mệt, ổng nghỉ thì mình cũng mệt. Mình cũng nằm nghỉ thôi. Lúc đó em làm gì em mệt ta, em ở nhà mà. Em cũng phụ anh chứ bộ. Thì ông này tự nhiên mở mắt ra thấy ổng nhìn mình. Tự nhiên hai cái mặt sát vậy nè, tự nhiên có cái hơi người là mình mở mắt ra mình thấy. Bắt đầu là vậy đó anh, vậy đó. Là chuyện gì tới nó tới luôn. Dạ, là hung nặng. Hung nặng cả. Hung nặng là thôi. Hung nặng dạ. Thôi chứ còn không có gì nữa. Dạ, dạ. Mà nó vụng về lắm. Lúc đó là tại vì em là... cũng nụ hôn đầu tiên của hai đứa luôn. Hung nó kỳ lắm, để vô một cái bọc cái là xong thả dạ, ra. Ổng luôn lắm. Dạ, lúc đó là hai đứa rung. Rồi sau đó một cái chuyến đi chơi xa của hai đứa bằng xe máy nữa là nó mới nhiều chuyện nó xảy ra. Giận hờn bắt đầu nó lòi ra những cái tính. Rồi cái đầu mình mới biết được cái cách để giải quyết cái... Em thì nói chung là em bị có lông nhiều á chị. Nên em rất là mặc cảm với vấn đề đó. Rồi thì trước khi mà em quen ai là em cứ nghĩ tới vấn đề đó không? Nói trời có khi nào người yêu mình chê mình giống như con vượn cái nó ấy không? Bắt đầu quen anh này thì anh xua tan y suy nghĩ đó đi. Nhưng mà ổng cứ kế bên em là ổng cứ bức lòng em. Em nổi điên lắm. Xong cái đầu ngày 5 tháng Giêng đúng không? 2012. Thì bắt đầu là hai đứa bắt đầu viết cái cam kết là em mới ghi là chung ở gần mũi là không có được bức lông của mũi nè. Không có được tọt lét mũi nè. Rồi... nói chung là đại khái cũng vài cái ấy nữa. Xong rồi đầu ghi ra hai bản, em một bản, rồi ảnh cũng có những cái điều khoản tương tự luôn. Nói chung là khoảng 3-4 điều vậy thôi. Điều. Cái của em mới là kinh khủng. Là bạn có cái tật thú vui là ở với thả bom. Ai? Cái thì lúc đầu thì em cũng hơi bất ngờ chí. Nhưng mà tự nhiên thấy nó thú vị. nhưng mà cũng phải hạn chế chứ. Quá chứ ai chịu mà nói. Lúc đầu em mới nói là ghi vô là không được thả bom trước mặt Trung. Ở đâu cũng được nhưng mà trước mặt Trung đừng có thả bom. Em nói có sau lưng không đó. Cái thứ hai nữa là khi mà ôm á, khi mà đi chở xe á, lúc mới quen á là bà không mắc cỡ bà vịn vai không à. Em nói đi xe á, là phải vịn eo chứ không có vịn vai. Đó. Là 2-3 điều vậy đó, em cũng 2-3 điều đó. Nhưng mà cái nặng nhất là cái chỗ thả bom đó đó. Đúng rồi. Đó. Tội à. Dạ. Dần rồi là cái việc thả bom đó mới bắt đầu nó ngày, kinh khủng khiếp hơn. Nó đi nó... ngày nào mà tần suất chắc là tần suất nó dày hơn hả? Nó dày hơn và nó... bạn thả bom xong bạn bụm vô tay bạn để vô mũi thôi. Quá lầy. Ăn mũi lầy quá à. Bom này hả còn nặng hơn là bom sinh học. Dạ. Sao mà cưới nhau còn khủng khiếp hơn nữa. Bây giờ sao? Bây giờ thì bạn cái level mà thả bom của bạn đã lên cực điểm rồi. Em cũng đang mong muốn để lên chương trình này mục đích là để cho bạn giảm lại giùm em để em nhờ nè. Nghĩa là hai vợ chồng đang là giỡn với nhau á, âu yếm bà rờ rẫm bà sờ sẫm mò mẫm, mình đang phê vô cái thế á, cái bắt đầu hai cái chân bả kẹp hai cái tay mình, rồi hai cái tay bả vịn hai cái chân mình. Không. Là cái gì nó ngay cái mặt mình là anh biết rồi đó. Đó. Em nói anh là em không đỡ được luôn. Đó là em chỉ biết em nằm em cam chịu rồi đó chứ. Mà em nhỏ coi như lớn không nổi luôn. Em trời ơi, đó là em không có cái mền hay cái gì để em chịu đựng được luôn á, nó cứ ngắt rồi. Anh biết cái cảm giác mà lúc đó mà nó đang phê phê mà nó đang lân á, làm cái bụm mà làm cái bụm một cái nó bao nhiêu cảm xúc của em là nó tuôn. Trong những dạ, cái rồi, điều mà em yêu đó chính là mùi mũi à. Hai em là quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Chính thức là tỏ tình là 2012, cuối 2017 tụi em mới cưới. Như vậy là cái đêm động phòng không có gì gọi là đêm thú vị và đặc biệt vui không? Dạ đêm động phòng anh em kể đi. Cái nhà thì nói chung là nó cũng khổ cho tụi em, có nghĩa là một phòng kế bên là phòng của đứa em trai. Ngay cái đầu giường của em á thì là mẹ ngủ ngoài, mẹ không có ngủ phòng. Cái giường thì nó quay sát vô cái tường. Thì cái đêm đó là xong rồi thôi cũng gắn quất một cái. Mà ta nói hả, cái giường nó kêu kẹt kẹt kẹt. Không có làm được cái gì hết trơn anh ơi. Không có đi sâu, đi xa và đi...
tới nơi tới chốn được á. À, vậy cái giường nó chổng vô cái tường nữa đúng không? Dạ. Rồi mẹ ngủ ngay đó nữa, sợ mẹ ngủ không được. Dạ. Cho nên là thôi. Coi như là giữa đường gãy gánh á. Mình thì mình không có xỉn, mình đang chuẩn bị tâm lý rất là sẵn sàng cho cái đêm tân hôn. Còn cái chị này chỉ xỉn là mình cứ khiều miết hả? À. Khiều dữ lắm luôn á mới bắt đầu được. Mà bắt đầu thì cái giường của đầu nó dở chứng. Nó cứ có cái két, khó chịu, dễ sợ. Rồi bữa đó bà có thả bom không? Dạ không, bữa đó thì được cái là họ không có thả bom. Trời, bữa đó thả bom nó chắc chết em luôn. Em nở, nể vợ em ở chỗ là cái là khi mà cưới rồi á, là mẹ là thả bom nha, nhưng mà mẹ, con thả bom. Là cái khiều mẹ em luôn á, là một cái bụm. Rồi chạy. Rồi chạy rồi luôn. Mẹ chạy. Mẹ bỏ chạy luôn á. Dạ không, em chạy. Trời ơi. Mẹ chồng chắc thương mẹ mũi lắm đúng không? Dạ mẹ em thì thương vợ em lắm. Như con gái trong nhà vậy đó. Dạ khoan, anh chị mới nghe có một phía à, sao không nghe em nói nè. Chồng em cũng có thua em. Ờ à, nó thứ lúc em đó. Rồi nhân đây, mình nói luôn tật xấu đúng rồi, dạch mặt rồi, dạch mặt luôn. Đó. Nãy giờ kể có một mình em à. Ảnh muốn thả bom em là ảnh thả bom có câu chuyện. Ví dụ như là đang đi chơi với một nhóm và ảnh làm cái mặt rất là nghiêm trọng, quan tâm tới em. Em tới đây lẹ đi, để mọi người đi hết rồi em chạy theo, chạy tới tân tới bụm, xong chạy đi. Tức là cho em một quả xong rồi bắt đầu ảnh chạy đi. Thôi mất lắm. Nên là cuộc đời em không bao giờ bị ung thư. Không bao giờ bị ung thư với đột quỵ. Tại vì cái theo khoa học người ta nói là cái mùi thả bơm mà khi ai mà hửi nhiều là chống đột quỵ. Cho nên là đó là lý do tại sao mà công ty em là không bao giờ bị đột quỵ. Trời. Từ sếp cho tới là mấy bạn đồng nghiệp là đều bị em thả hết. Tôi nghĩ rằng là em nên viết sách đi. Viết sách. Được, bạn này vẫn gọi là rất là tự tin chuyện đó. Tật xấu thì em chỉ thấy chỉ có hai cái thôi, là một rất là bề bộn và hai nữa là quên tắt đèn xi nhan. Còn ngoài ra thì chồng em là rất là tuyệt vời. À. Ra không có cái gì để khen em tuyệt vời, để em đừng có dạch cái tật xấu của cô ấy ra thôi. Thực ra là em chuẩn bị rồi chứ em biết tật xấu của vợ em á, một cái bị một cái là cái bệnh nghề nghiệp. Cứ đi đâu cũng thấy vi trùng, đi đâu cũng thấy vi khuẩn. Sạch sẽ. Dạ sạch sẽ mà kiểu quá đáng anh. Đó vậy giờ mong muốn thay đổi gì, em mong muốn vợ em thay đổi gì? Dạ em thì mong muốn vợ em cái là bớt cái bệnh nghề nghiệp lại xíu, thoáng thoáng ra, ít thả bom. Hạn chế thả bom. Thả bom lại tí đó. Dạ. Có hai cái mong muốn đó. Giờ tới em mũi. Em thì mong muốn anh ấy là bớt thức khuya, bớt trôn vợ lại, nhớ tắt đèn xi nhan gọn gàng lại xíu. Tỷ lệ là 4-4-2 đó. Đến đây là cũng em cũng nghe tiếng anh Quốc Thuận cũng lâu rồi. Cho nên là em cũng muốn được anh Quốc Thuận chúc thiệt tiếng. Luôn á. Dạ. Có khi nào mà em thành ông mụ luôn không trời. Dạ. Hôm nay chị các em đến chương trình Vợ Chồng Son thấy không? Dạ. Chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng vui tươi hòa nhã như thế này. Dạ. Và năm 2019 sẽ có một thiên thần hoặc một cặp luôn xuất hiện trong gia đình của hai vợ chồng. Trời ơi. Dạ. Wow. Dạ, cảm ơn anh.